Chiều tối 29 tháng 12, thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ gây chấn động làng giải trí Việt. Cựu thành viên nhóm nhạc 1088 ra đi vì đột quỵ. Trước khi qua đời, Vân Quang Long định cư ở Mỹ 3 năm để tập trung phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng nên công việc của cố ca sĩ gặp nhiều khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình, Vân Quang Long phải làm đủ nghề. Anh làm thợ điện cho các công trình lớn, dù công việc khá nguy hiểm và vất vả, song anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt và thường quay lại quá trình làm việc của mình. Gương mặt cố ca sĩ vẫn hiện nụ cười rạng rỡ. Thậm chí cố ca sĩ còn làm những công việc tay chân tại Mỹ như bốc vác, thợ xây nhà. Thông tin này được Hàn Thái Tú, người bạn của Vân Quang Long chia sẻ. Không chỉ có cố nghệ sĩ Vân Quang Long, nhiều sao Việt đã có quyết định từ bỏ ánh hào quang và niềm đam mê nghệ thuật, liều lĩnh khi rời xa quê hương để lập nghiệp tại nơi đất khách quê người. Ca sĩ Thanh Thảo nghề nào cũng phải biết. Sau khi nhận được tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt đang sống và làm việc tại Mỹ vô cùng xót xa trước tin dữ, trong đó có ca sĩ Thanh Thảo. Cô viết trên trang cá nhân: "Chúng ta lại vô cùng thương tiếc một người ca sĩ dễ thương, hiền lành và có nụ cười lúc nào cũng tươi rói trên môi. Tạm biệt Vân Quang Long nhé, hãy yên nghỉ bạn nhé, đồng nghiệp và khán giả sẽ luôn nhớ đến bạn." Sau đó, Thanh Thảo có bài đăng gây chú ý khi hé lộ góc khuất của nhiều nghệ sĩ Việt từ bỏ sự nghiệp ở Việt Nam sang Mỹ sinh sống. Nguyên văn bài đăng của Thanh Thảo: "Chúng tôi mỗi người một nỗi niềm, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đành lòng rời xa quê hương, gia đình, bạn bè và khán giả thân thương ngay lúc tên tuổi còn trên đỉnh vinh quang. Công việc ca hát liên tục mỗi ngày, bạn bè bù khú bên nhau mỗi đêm sau khi đi diễn về, chỉ vì mang trong lòng một mong muốn dành cho gia đình, người thân. Có người may mắn, bước đường mình chọn không gặp khó khăn cách trở, nhanh chóng có cho mình một cuộc sống mới ở xứ thiên đường, lập gia đình và hưởng hạnh phúc. Nhưng cũng có rất nhiều người trầy trụa nhiều năm liền, sống trong sự lo lắng, hồi hộp chờ đợi, ngày này qua tháng khác vẫn chưa đến được đích cuối cùng. Họ đã phải rũ bỏ hào quang của người nổi tiếng, được bao nhiêu người vây đón khi còn ở quê hương, cuộc sống sung túc bên gia đình, bạn bè, để buộc phải làm nghề tay trái mưu sinh. Sống ở Mỹ này không làm thì tiền đâu mà lo hàng loạt chi phí, bill mỗi tháng đến liền liền, còn nghĩa vụ thuế, bảo hiểm các loại. Để gọi là đại gia giàu có thật sự hiếm lắm, ai cũng phải làm mới có tiền lo cuộc sống hàng ngày. Trước là ca sĩ nổi tiếng nhưng bây giờ đầu bếp, thợ hồ, thợ may, bán hàng online, phụ trong nhà hàng, nghề gì thích hợp thì làm, với mong muốn cuối cùng là có cơ ngơi ổn định, rồi bảo lãnh cha mẹ già, vợ chồng, con cái sang đoàn tụ. Nhưng rồi cũng có người ra đi mãi mãi sau bao nhiêu cố gắng, chôn vùi luôn ước muốn đoàn tụ cùng gia đình, thật chua xót và bẽ bàng. Đồng ý là mọi sự lựa chọn của mình là do mình quyết định, sướng khổ là do mình chứ chả ai can thiệp được. Nhưng có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, có những nỗi đau phải đành chôn giấu, có những trăn trở không thể chia sẻ. Rồi một ngày xuôi tay nhắm mắt, chỉ còn là một nỗi tiếc thương vô hạn cho những người ở lại. Thôi thì khi còn sống hãy sống thật tốt, hãy để lại cho đời những hình ảnh thật đẹp về mình, để khi ra đi, hình ảnh ấy mãi mãi trong tim những người thân thương. Những ngày cuối năm 2020 thật buồn." Sau hơn 20 năm hoạt động trong showbiz Việt, Thanh Thảo quyết định sang Mỹ định cư cùng mẹ và em gái. Ngoài việc nhận nuôi bé Jackie Minh Trí, con trai của em gái ruột Thụy Anh, Thanh Thảo cũng lập gia đình cùng ông xã doanh nhân gốc Hoa, Tom và chào đón con gái đầu lòng vào tháng 7/2018. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ luôn chia sẻ hình ảnh đời thường tại xứ cờ hoa và làm khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bình yên. Theo Thanh Thảo, giấc mơ Mỹ không đẹp như nhiều người tưởng tượng. Thậm chí để kiếm được đồng tiền mưu sinh lo cho gia đình, nhiều nghệ sĩ phải lao động rất vất vả, nghề nào làm được cũng làm. Nữ ca sĩ thừa nhận, mỗi ngày cô đều quay cuồng với lịch trình đưa đón con đi học, nấu ăn, làm việc nhà như một bà nội trợ. Kể cả khi có show diễn ở tiểu bang khác hoặc ở Việt Nam, cô đều phải sắp xếp chu toàn việc gia đình, thậm chí mang con nhỏ đi cùng để tiện chăm sóc. Kim Hiền ấm áp cùng gia đình nhà chồng. Trong một chương trình truyền hình, MC Cát Tường có dịp đến thăm nhà Kim Hiền tại Mỹ. Trong cuộc trò chuyện với Cát Tường, nữ diễn viên đã chia sẻ về cuộc sống sau hơn 4 năm theo chồng đi định cư. Kim Hiền chia sẻ, những năm đầu qua Mỹ, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn và phải bắt đầu từ con số 0, từng ngày phải cải thiện hòa mình trong môi trường mới. Kim Hiền hiện tại đang sống cùng bố mẹ chồng, anh chồng và gia đình nhỏ. Gia đình không thuê giúp việc, nữ diễn viên phải tự tay dọn dẹp nhà, làm công việc nội trợ. Cát Tường tỏ ra bất ngờ vì Kim Hiền mỗi ngày đều phải vất vả lau dọn và làm nội trợ trong một căn nhà khá rộng lớn. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc các con và phụ giúp chồng công việc kinh doanh, đồng thời tham gia vào sân khấu kịch ở hải ngoại.
Kim Hiền thừa nhận việc gặp không ít khó khăn khi ở một môi trường mới và phải va chạm nhiều. Dù vậy, Kim Hiền cho biết cô luôn nhớ nghề và mong muốn sớm trở lại. Hiền có một tâm nguyện là sau khi các con ổn định, mình sẽ dành thời gian về Việt Nam tham gia một bộ phim dù là vai nhỏ, vì tổ nghiệp đã cho mình, khán giả cho mình cái tên Kim Hiền. Tóc Tiên quyết định về Việt Nam sinh sống. Tóc Tiên đi hát từ khi còn khá nhỏ, tuy nhiên khi có những thành công nhất định trong sự nghiệp, nữ ca sĩ lại bỏ ánh hào quang sang Mỹ để du học. Trong thời gian định cư ở xứ cờ hoa, cuộc sống của Tóc Tiên cũng không như mơ. Trong một bài phỏng vấn, Tóc Tiên tiết lộ cuộc sống vô cùng khó khăn trong 6 năm ở Mỹ. Cô kể mình từng trộm tiền của bà nội để gửi xe, đi xe hỏng trong suốt 2 tháng vì không có tiền sửa. 6 năm bên Mỹ, cuộc sống của tôi khó khăn vô cùng, phải lấy trộm từng đồng một của bà nội để gửi xe. Mỗi ngày đi học, tôi phải mất 2 đô la để gửi xe trong trường. Tôi tự mua một chiếc xe cũ lắm, rồi đang đi thì bị xe khác đâm vào, nhưng lại thành lỗi của tôi. Tôi không có tiền sửa, không dám xin tiền mẹ nên 2 tháng trời cứ phải đi xe hỏng cửa. Nữ ca sĩ chia sẻ, chỉ đến khi đi hát, Tóc Tiên mới có tiền sửa xe. Tuy nhiên thu nhập từ công việc này của cô không nhiều vì chi phí đắt đỏ ở nước ngoài. Nữ ca sĩ còn chia sẻ mẹ cô không ủng hộ mình theo con đường âm nhạc. Mẹ tôi luôn muốn tôi theo nghề bác sĩ vì nghề này được người đời trọng vọng. Mẹ nói bác sĩ thì gọi là bác này bác kia, còn ca sĩ thì người ta gọi là con, là thằng, rồi làm ca sĩ thì là sướng ca vô loài. Hiện Tóc Tiên đã trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật, tìm lại hào quang ngày nào và gặt hái được những thành công nhất định. Vào tháng 2 năm 2020, đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver đã diễn ra tại Đà Lạt cùng sự hiện diện của những người bạn thân thiết. Ngọc Quyên sống vất vả, vỡ mộng sau khi sang Mỹ. Ngọc Quyên từng là một trong những người mẫu sáng giá của làng mốt Việt. Thế nhưng khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ lên xe hoa với ông xã Việt Kiều, bác sĩ Richard và rời showbiz để sang Mỹ định cư. Đến đầu năm 2016, cô hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên liên tục xảy ra những mâu thuẫn, khiến cả hai quyết định chia tay vào tháng 10 2018. Ngọc Quyên một mình nuôi con ở nước ngoài, dù thừa nhận cơ cực, vất vả để kiếm tiền, nhưng cô vẫn quyết định không quay trở lại Việt Nam để tìm lại ánh hào quang. Nói về cuộc sống ở Mỹ, Ngọc Quyên từng thừa nhận cô khá vất vả, thậm chí phải đứng bán mỹ phẩm, quần áo để kiếm thêm thu nhập. Sau ly hôn, người đẹp còn bán hàng online và một mình nuôi con trai nhỏ. Cô thậm chí phải ăn bánh mì triền miên như là món ăn chính để tiết kiệm. Có những lúc cô cắt làm 3 khúc để ăn 3 bữa trong ngày. Tuy vậy, cô khẳng định bản thân chưa bao giờ hối hận với quyết định từ bỏ hào quang ở Việt Nam để sống cuộc sống khác nơi xứ người. Cựu người mẫu cho biết bất cứ nghệ sĩ nào sang đây ban đầu cũng gặp khó khăn và cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Hiện tại Ngọc Quyên sống cùng con trai và mở một shop bán mỹ phẩm tại Mỹ. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu cũng thường xuyên chia sẻ các sản phẩm và bán hàng online. Cô chia sẻ cuộc sống của hai mẹ con giờ đã dần ổn định và công việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn sau biến cố hôn nhân. Khi nhắc tới mẹ, Ngọc Quyên nhiều lần rơi nước mắt vì nhớ nhà và không thể thường xuyên chăm sóc khi mẹ dần già yếu. Cô mong muốn có thể mau chóng ổn định để đưa mẹ sang định cư để vơi bớt nỗi cô đơn đi về chỉ có một mình. Phạm Hương xa hoa đến choáng ngợp. Vào tháng 9 2018, Phạm Hương tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ chữa bệnh. Đây cũng là lúc cái tên Phạm Hương dần biến mất khỏi showbiz Việt, dù lúc đó cô được xem là hoa hậu quốc dân. Trước đó, cô gặp loạt ồn ào tại Việt Nam khi bị tố thái độ với đồng nghiệp, yêu sách. Thời điểm này, người đẹp vướng tin đồn sang nước ngoài sinh con, nhưng cô hoàn toàn không lên tiếng. Mãi cho tới năm 2019, nàng hậu mới công khai con trai đầu lòng, bé Maximus với khán giả. Cũng từ khi rời Vbiz sang Mỹ đến nay, mọi nhất cử nhất động của Phạm Hương đều được khán giả quan tâm đặc biệt. Trong đó phải kể đến cuộc sống xa hoa, sang chảnh nơi trời Tây mà cô đang tận hưởng. Từ việc sống trong căn biệt thự rộng rãi, tiện nghi như khách sạn, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn sở hữu vô số đồ hiệu, siêu xe đắt tiền khiến không ít người ngưỡng mộ. Không thường xuyên tham gia các sự kiện, Phạm Hương hiện đang là người mẫu thuộc một công ty quản lý. Ngoài ra, người đẹp cũng có công việc kinh doanh riêng tại xứ cờ hoa. Trong một bài phỏng vấn, chia sẻ về lý do quyết định rời xa showbiz Việt, Phạm Hương cho biết Hương nghĩ showbiz với Hương như vậy là đủ, Hương muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn hoặc có thể mọi người sẽ quên, nhưng đổi lại Hương được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu. Hiện tại, Phạm Hương cho biết cô cảm thấy thoải mái với cuộc sống, với việc được tự do và làm điều mình thích.